Đến xã Phụ Công, chúng ta có cảm giác như đi vào rừng hoa, những khu sinh thái có tầm cỡ. Bởi hầu hết các mô hình trồng hoa ở Phụ Công đều có quy mô lớn. Điển hình như nhà vườn Tiến Trà trồng hoa mẫu đơn của anh Vũ Tiến ở thôn Ngỏ. Anh Vũ Tiến cũng được giới sành hoa và nhân dân địa phương mệnh danh là ông vua mẫu đơn, sở hữu vườn cây mẫu đơn lớn nhất Việt Nam. Hiện gia đình anh đang có 6 vườn trồng hoa mẫu đơn. Vườn rộng nhất 5.000 m² với số lượng lên đến gần 10.000 cây. Trong đó có khoảng 40 cây mẫu đơn cổ thụ. Bản thân tôi là được thừa hưởng cái truyền thống làm nghề cây cảnh từ cái thời cha ông của nhà mình. Làng nghề của mình ấy thì mỗi nhà làm một loại cây nó khác nhau. Tôi thấy rằng là cái giống mẫu đơn cũng như là cái cây mẫu đơn hoa của nó rất là đẹp. Tôi muốn bảo tồn cái giống mẫu đơn quý của Việt Nam này. Vì hiện nay thì bây giờ có khoảng hơn 2 hecta trồng đặc chủng mẫu đơn. Mà nhà mình thì nhiều mẫu đơn nhất cả nước Việt Nam này. Bởi vì mình có bao tiền của mình dồn hết vào đầu tư vào mẫu đơn và trồng mẫu đơn. Một năm ấy thì nhà mình bán thì số lượng thì rất là nhiều, khoảng độ vài vạn cây mẫu đơn giống. Doanh thu thì mỗi năm cũng bán được vài tỷ đồng. Phụ Công hiện đang là một trong những vựa cây lớn của tỉnh Hưng Yên và vùng đồng bằng Bắc Bộ. Năm 2022, giá trị kinh tế 1 hectare trồng hoa của Phụ Công đạt 650 triệu đồng. Năm 2023, đạt trên 810 triệu đồng. Cá biệt, có những diện tích trồng hoa trà, hoa lan cho giá trị đạt từ 1 tỷ đồng trên 1 hectare trở lên. Làng nghề hoa cây cảnh đã và đang giúp hàng trăm hộ dân trong xã trở thành tỷ phú.